Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nam mạng, năm 2022 vận may liên tiếp ùn ùn kéo đến, giàu như vũ bão. Vâng, hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần thì sẽ giúp cho quý vị biết được về công danh, sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe của bản mệnh trong năm 2022 nhâm dần tới đây. Từ đó để biết cách phát huy những điều tốt và hạn chế những điều xấu. Và hơn nữa, bạn có thể xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nam mạng trên kênh Phong thủy Gia Cát tại nhà hoặc bất cứ nơi đâu bạn muốn. Thay vì phải đi gặp các thầy tử vi giống như trước đây, thì xem tử vi online bạn vẫn sẽ biết được mình cần phải làm gì để phát triển công danh, sự nghiệp, tình cảm hay là sức khỏe. Thưa quý vị, thời vận của con người thì luôn thay đổi theo từng năm và mỗi năm thì đều có những khó khăn và thuận lợi khác nhau. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nam mạng sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được thiên cơ và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi chính xác hơn cho cuộc sống của mình. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi phần luận giải tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nam mạng trong năm 2022 với sự tư vấn bởi thầy Gia Cát, được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Tử vi tuổi Tân Sửu năm 2022 nam mạng sinh năm 1961, tuổi âm lịch 62 tuổi, sao chiếu mệnh Thái Âm sao Tốt, mệnh Bích Thượng Thổ thổ sinh Kim Tốt, địa chi tuổi tuổi Sửu bình hòa với tuổi Dần bình hòa, thiên can tuổi Tân gặp năm Nhâm bình hòa. Xem tử vi thấy rằng cuộc đời nam mạng Tân Sửu sinh năm 1961 có vận khí tốt, công danh sự nghiệp phát triển sáng lạn, tài lộc dồi dào, nhất là khi bước sang thời trung vận, vượng khí có thể đạt tới đỉnh cao. Về hậu vận, cuộc sống an nhàn sung túc. Năm 2022 nam mạng Tân Sửu gặp sao Thái Âm hạn Diêm Vương. Vậy điều này có ảnh hưởng như thế nào đến vận trình tử vi năm 2022 của nam mệnh Tân Sửu sinh năm 1961? Mời quý bạn cùng lắng nghe. Tổng quan tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, năm 2022 nam mạng. Nam mạng sinh năm Tân Sửu 1961, mệnh thổ, bích thượng thổ, tức đất tò vò. Theo niên mệnh năm sinh, nam mạng Tân Sửu thuộc mệnh mộc. Năm 2022, quý ông bước sang tuổi 62, tính cả tuổi mụ. Năm nhâm dần 2022 kết nạp âm, kim bạch kim, mệnh kim, tức vàng pha bạc. Từ đó so sánh tuổi nam mạng Tân Sửu sinh năm 1961 với năm 2022 ta có. Mệnh nam sinh, thổ sinh kim, tốt. Niên mệnh nam sinh, kim khắc mộc, xấu. Thiên can tuổi, Tân bình hòa với nhâm, bình hòa. Địa chi tuổi, Sửu, bình hòa với dần, bình hòa. Sau khi đã đối chiếu cung mệnh và can chi tuổi nam mạng Tân Sửu sinh năm 1961, thấy rằng vận khí năm 2022 tương đối ổn định, bình yên, tài lộc thu được trong năm có thể khá khiêm tốn, nhưng bù lại cuộc sống vui vẻ, hoàn thành được những dự định mà bản thân đề ra. Trong năm, công việc duy trì ở mức ổn định, đây là trạng thái tốt đối với nam mạng Tân Sửu. Bản mệnh không nên phá vỡ hay mạo hiểm đầu tư lớn bởi nó có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tài chính. Cuối năm, công việc thuận lợi, có nhiều thời gian bên cạnh gia đình. Để cho vận trình năm được may mắn và hanh thông, các chuyên gia phong thủy có lời khuyên tới gia chủ tuổi Tân Sửu, hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí hàng đầu để hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài có in hình thái tuế tinh quân năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân, mặt sau có khắc lệnh phù thái tuế và niên hiệu của năm. Mang theo kim bài để hóa giải vận hạn thái tuế, nhất là đối với những gia chủ tuổi Tân Sửu vừa mới thoát khỏi hạn thái tuế. Vậy đây là vật phẩm phong thủy không thể thiếu đối với gia chủ. Luận giải tử vi năm 2022 nam mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trên các phương diện công việc, sự nghiệp. Xem tử vi năm 2022 nam mạng Tân Sửu sinh năm 1961 cho thấy công việc diễn ra khá suôn sẻ, bình ổn. Tuy không có nhiều khởi sắc nhưng nó giúp bản mệnh cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Dù sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng quý ông vẫn được nhiều đối tác và đồng nghiệp ngưỡng mộ, tín nhiệm nhờ tài trí và sự uyên bác của mình. Ngoài ra, công việc trong năm có thể phát sinh một vài vấn đề, nếu giải quyết được sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, sự nghiệp thành công, nhất là vào tháng 9. Tình duyên. Tình duyên của nam mạng Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2022 rất tốt, gặp mâu thuẫn thì đều có thể giải quyết êm đẹp, gia đình hạnh phúc viên mãn, con cháu hòa thuận, hiếu thảo. Trong năm này, cũng có nhiều cơ hội để mở rộng và gắn kết các mối quan hệ, được đồng nghiệp đối tác yêu quý, kính trọng và giúp đỡ những lúc gặp khó khăn. Tài lộc.
tài lộc trong năm 2022 tương đối ổn định, có thể lên cao nhưng không đáng kể. Cuộc sống trong năm an nhàn sung túc, được hưởng tuổi già. Bên cạnh đó, nhờ có phúc phần của tổ tiên nên năm nay tài vận có thể gia tăng bất ngờ, nhận được tài lộc nhờ các dự án kinh doanh bất động sản trước đó hoặc sự biếu tặng từ người thân. Bên cạnh đó, để tránh thất thoát hao tổn tiền bạc, những gia chủ tuổi Tân Sửu cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự Đại Minh Chú và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh để tăng phúc nạp tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường con đường tài lộc và sự nghiệp cho gia chủ tuổi Canh Tý. Sức khỏe. Xét về khía cạnh sức khỏe của quý ông, trong năm 2022 bình thường, tinh thần thoải mái vui vẻ nên tích cực rèn luyện thân thể, giao lưu với mọi người nhiều hơn để giữ trạng thái phấn chấn lạc quan, như vậy vừa bảo vệ sức khỏe, cải thiện cuộc sống và nâng cao chất lượng công việc. Xem sao hạn của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 năm mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh. Xem sao hạn năm 2022 năm mạng Tân Sửu sinh năm 1961 được sao Thái Âm chiếu mệnh. Đối với tuổi được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ có năm làm việc thành công, danh lợi vẻ vang, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9, tài lộc tăng cao nếu cố gắng phát triển được năng lực của bản thân. Hạn tuổi. Năm 2022 năm mạng Tân Sửu sinh năm 1961 được hạn Diêm Vương, dễ xảy ra tranh chấp tai tiếng thị phi và ảnh hưởng đến tài lộc. Nếu không tính toán, có sự chuẩn bị cẩn thận, có thể dẫn đến hao tốn tiền của. Tuy nhiên hạn này chỉ ảnh hưởng đối với nữ mạng, trong đó nam mạng Tân Sửu cũng không nên quá lo lắng quá nhiều bởi vì nam mạng Tân Sửu ít bị ảnh hưởng hơn nữ mạng. Hóa giải sao hạn. Sao Thái Âm được coi là sao tốt về tài lộc, tình duyên và sức khỏe, tuy nhiên bản mệnh cũng không nên chủ quan, đặc biệt khi bước vào tuổi xế chiều thì cần phải quan tâm tới bản thân nhiều hơn, chú ý chế độ sinh hoạt và chăm rèn luyện thân thể. Mỗi năm sẽ có sự thay đổi về sao chiếu mệnh, do đó đời người thường trải qua nhiều vòng tuần hoàn của cửu diệu niên hạn, gồm cả phúc tinh và hung tinh. Muốn phúc lộc kéo dài, quý ông nên tích cực làm việc tốt, việc thiện và cẩn thận lời nói, tránh mâu thuẫn thị phi. Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy có lời khuyên tới gia chủ tuổi Tân Sửu, để hóa giải những sao hạn trên, quý gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân. Đây chính là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải vận hạn của năm, tăng cường sức khỏe, hòa hợp gia đạo. Khi mang theo pháp khí bên mình, sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp những mối quan hệ trong công việc cũng như trong cuộc sống, và từ đó gia đạo an yên, tài lộc ùn ùn kéo đến. Luận tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, năm 2022 năm mạng theo tháng âm lịch. Tháng 1, đầu năm nhận nhiều tin vui từ công việc và gia đình. Đây là khoảng thời gian thích hợp để hâm nóng tình cảm và tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Tháng 2, có sự thay đổi về chỗ làm việc hoặc nơi ở, nhận được nhiều giao dịch hấp dẫn, đường công danh thuận lợi và phát triển. Tuy nhiên gia đạo xảy ra một số xích mích nhỏ, cần phải giải quyết luôn để tránh chia rẽ tình cảm. Tháng 3, công việc cần chịu áp lực thì vị thế mới vững vàng, dám đương đầu với thử thách thì sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn, tài lộc dồi dào. Tháng 4, được quý nhân giúp đỡ cho nên sự nghiệp và công danh tăng cao, không nên lạm dụng chức quyền để tránh mất lộc, tổn thất tài chính. Tháng 5, nếu có việc cần ra ngoài thì cần chú ý an toàn, mang theo đầy đủ giấy tờ, hạn chế đầu tư kinh doanh lớn trong tháng này. Tháng 6, gặp một số phiền muộn ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, trong tháng được quý nhân giúp đỡ và công việc ổn định. Tháng 7, các khó khăn đã được giải quyết, có nhiều thời gian dành cho gia đình và tài lộc phất lên. Tháng 8, mọi sự như ý, công việc thuận lợi và suôn sẻ như ý muốn, tuy nhiên sức khỏe không được tốt, cần phải quan tâm hơn để tránh bệnh cũ tái phát. Tháng 9, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn, công việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, hanh thông, tình cảm gia đình hòa thuận, vui vẻ. Tháng 10, gia đạo có thể xảy ra mâu thuẫn làm rạn nứt tình cảm, bản mệnh nên giữ thái độ hòa nhã, làm cầu nối để gắn kết các thành viên trong gia đình. Tháng 11, sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, cần chú ý chế độ sinh hoạt khoa học lành mạnh để giữ trạng thái tinh thần tốt, bảo vệ sức khỏe. Tháng 12, tài lộc dồi dào, công việc có thêm cơ hội để phát triển, nhận được tin vui từ con cháu. Trên đây là những thông tin chi tiết về vận trình tử vi năm 2022 của nam mạng Tân Sửu sinh năm 1961. Hy vọng qua đây sẽ giúp cho quý bạn đọc ứng dụng được nhiều điều tích cực vào trong cuộc sống. Chúc quý bạn một năm 2022 thật nhiều thành công và sức khỏe, vạn sự như ý, cát lành. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Bởi vì mỗi năm vận hạn của mỗi con người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta cũng luôn luôn phải chấp nhận và vững tin vào cuộc sống. Có lẽ đầy chông gai này, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách mà thôi, mọi thứ rồi cũng sẽ qua.
Phần luận giải ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2022 Nhâm Dần và từ đó thì sẽ có được những kế hoạch chắc chắn cho mình trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những nội dung tiếp theo nhé.